Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả mọi người một mẫu máy phát điện chạy dầu Nhật bãi đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Janma. Model IDG300VS đời cao nhất nha, máy sử dụng động cơ Janma L70. Củ phát thì Kukosan Denkin nha quý khách hàng. Siêu đẹp luôn. Máy mới chạy hơn 100 giờ rồi quý khách hàng. Vỏ thùng thì đóng công rồi, chắc chắn là bên em những cái này là bên em không sơn dặm nha. Còn quý khách hàng nào cần thích sơn dặm bên em sẽ sơn dặm. Hàng này thì siêu đẹp luôn, em để nguyên như này, giao cho một anh khách ở trong Thanh Hóa nha. Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng bên em nha. Quý khách hàng có nhu cầu về máy phát điện chạy dầu Nhật bãi hoặc là hàng Nhật bãi liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em giao hàng toàn quốc nha. Nhà em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy phát điện Nhật bãi, xăng dầu nhá. Em xin gửi quý khách hàng cái thông số này, Janma IDG500VS-5E nha. Động cơ Janma L70V5 đời siêu cao luôn. Hàng siêu VIP. Quý khách hàng có thể thấy máy mới chạy hơn 100 giờ thôi. Rất đẹp luôn, bình aqua zin theo máy luôn nha. Từ bên kia về nha, made in Japan nha. Đây lốc máy này. Trắng tinh luôn. Cụ đề Hitachi lọc dầu này. Cực đẹp luôn. Máy trang bị 3 ổ cắm, một ổ cắm 30A và 2 ổ 15A nha quý khách hàng. Đấy. Chìa khóa Janma zin theo máy đây. Đấy. Quý khách hàng có nhu cầu về máy phát điện gia đình hoặc là nhà hàng, khách sạn, công ty, xí nghiệp thì liên hệ bên em nhé. Bên em có đầy đủ tất cả các giải công suất. Ngoài mua bán máy phát điện thì bên em có mua hàng thanh lý nha, máy móc, công trình đã qua sử dụng. Quý khách hàng có máy móc mà đã qua sử dụng thì bán lại cho bên em nha. Bên em mua bán trao đổi toàn quốc luôn. Một mẫu máy phát điện siêu VIP Janma IDG300VS. Cực đẹp luôn. Rất dễ nổ luôn. Đây quý nhà chỉ cần vặn chìa khóa cái này. Vặn chìa khóa. Siêu êm. Dòng này thì siêu êm và siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn nha. Bình dầu này nó rơi ở khoảng 10-15 lít nha quý khách hàng. Rất êm luôn. Rồi em giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một mẫu máy phát điện chạy dầu Nhật bãi, công suất 3kVA, model IDG300VS, động cơ Janma L70. Siêu đẹp luôn. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em nha. Like, chia sẻ, ủng hộ bên em. Đấy, bên em thì chuyên cung cấp các dòng máy phát điện Nhật bãi, mua bán, trao đổi máy móc đã qua sử dụng nha, máy công trình, máy xây dựng. Xin chào và gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em ạ.